Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ở trên một hòn đảo 3 năm về trước, quân đội không thể tham gia tác chiến vì súng ống đối với lũ quái vật đều vô dụng, họ chỉ đành trông chờ vào những thợ săn mang trong mình các siêu năng lực dị biệt có thể chống lại đám quái vật. Thực chất không ai biết chúng đến từ đâu, tất cả chỉ biết là chúng xuất hiện ở trong một cái thông đạo truyền tống đến trái đất. Sau khi vào được địa cầu thì toàn bộ lũ quái vật liền đi phá hoại khắp nơi, cho nên con người đã khoanh vùng cánh cổng thông đạo khi nào nó xuất hiện thì liền triệu tập các thợ săn đến. Mà hiệp hội thợ săn được chia các thứ hạng, từ S đến E dựa theo số lượng ma lực đo được ở bên trong cơ thể. Những chiến binh cấp S đều có các năng lực vượt trội hơn các thợ săn khác, mỗi khi họ xuất hiện thì tình hình chiến trận liền đổi gió lật kèo. Tuy nhiên có một người sau khi thức tỉnh năng lực lại không thể phát triển nó, đó chính là main của chúng ta Sung Jin U. Quay về thực tại, thì hội đồng đã phát hiện ra thông đạo truyền tống ở trong một công trường đang xây dựng. Ngay lập tức mọi thợ săn đều có mặt nhằm thu thập tinh thạch, để kiếm chát một tí đỡ đần kinh tế cho gia đình. Ví dụ như ông chú này đã quay lại nghề để kiếm thêm vài đồng lo cho vợ đẻ. Tất nhiên bên nhà ta không thể không có mặt, cậu vừa xuất hiện một cái, thì mọi người đã tung hô anh như là một super idol. Méo phải vì mạnh, đó do thanh niên được mệnh danh là thợ săn yếu nhất nhân loại, chỉ mới làm nhiệm vụ cấp E thôi đã bị ăn hành sấp mặt rồi. Tuy là cay lắm nhưng đúng quá méo cãi được, trong tổ đội thám hiểm lần này có thêm một cô nàng tên là Juhi. Vừa gặp nhau Juhi đã chú ý đến những vết thương trên mặt men rồi. Ông chú này tên là Song. Ổng tự đề bạt mình làm đội trưởng chuyến đi săn lần này, tất cả mọi người ở đấy đều đồng tình vì lão là người có kỹ năng nhất ở đây, rồi. Sau khi bàn bạc xong các giáo án thì mọi người từ từ tiến vào hầm ngục, Sung Jin U cầm con mã tấu mới mua, ở trong tay quyết tâm lần này sẽ kiếm được thật nhiều tinh thạch. Lần này cậu đã kiếm được một viên từ rất sớm, tuy nhiên vì bất cẩn nên con Wolverine gần đó, cầm hàng dí cho men sắp mặt lờ, nhận thấy sơ hở cậu quay lại tấn công, nhưng do con dao mua nhầm hàng tàu nên nó đã bị vỡ ra. Chớp lấy cơ hội nó liền xiên cho anh một nhát, may mắn là chưa kịp biến thành donut, thì đã có ông chú tóc xoăn lao tới giải cứu kịp thời, Juhi gần đó cũng chạy tới hồi phục và cầm máu cho men liền. Ở chỗ chủ tịch Go, ông đang nói về các vấn đề của ma thạch, hội đồng thì muốn các cánh cổng thông đạo phải biến mất dần đi, nếu vậy thì các thợ săn lại khổ, vì chỉ có đi vào hầm ngục săn những viên tinh thạch họ mới có kế sinh nhai, những viên đá phép thuật rơi từ quái vật hạng cao còn có thể biến đổi thành vũ khí và áo giáp mạnh hơn để đánh bại lũ quái vật. Quặng mana ở hầm ngục cũng có thể sử dụng theo cách tương tự nhưng chúng kém hiệu quả hơn đá phép thuật. Tuy nhiên mục đích sử dụng mà chính phủ mong muốn đó là dùng chúng làm nguồn năng lượng mới. Nó an toàn hơn hạt nhân, hiệu quả hơn thủy điện, gió và điện nhiệt, đã thế lại còn không gây ra ô nhiễm môi trường. Có thể nói đó là nguồn năng lượng sạch lý tưởng mà chính phủ đang theo đuổi. Quay lại với hầm ngục thì cả đoàn đã hạ xong con quái cuối cùng. Juhi rất lo lắng cho Sung nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ hẹo nhanh thôi. Nhìn mọi người chia chát chiến lợi phẩm nên cảm thấy chạnh lòng, vì cậu liều cả tính mạng mới chỉ kiếm được một viên đá phép thuật hạng E thôi. Bỗng nhiên lúc này có một người hét lớn rằng mình đã tìm thấy một đường hầm mới. Ông chú Song đã bảo phát hiện những chuyện như này thì họ phải báo cáo về hội đồng xin ý kiến đã. Tuy nhiên một số người trong nhóm lại muốn kiếm thêm một ít, nên hết cách đội trưởng bảo mọi người thử bỏ phiếu xem sao. Sau khi kiểm duyệt thì 6 người đồng ý và 6 người không đồng ý, còn lại mình mỗi thằng bên là chưa có ý kiến gì. Dù biết hầm ngục hạng D là quá sức với mình, tuy nhiên cậu còn mẹ già phải chữa bệnh và cô em gái gần thi đại học cho nên Sung liền đồng ý. Sau 40 phút quốc bộ trong hầm ngục, Men đã xin lỗi Juhi vì cậu chấp nhận chuyến đi nên mới thành ra như này. Nghe vậy thì Juhi liền chửi cho cậu sấp mặt vì cô không thấy phiền, mà không phiền mới lạ đó, hồi nãy mém tí là hẹo may mà cô đã dùng hết sức cứu chữa mới nhặt được cái mạng về, cho nên lần sau có đi ăn uống gì thì phải đãi bé nó nghe chưa. Hai đứa đang bón cơm chó cho cả đoàn thì họ cũng đã đến được phòng con trùng. Mọi người bắt đầu cảm thấy lạ khi phòng này lại có cửa, nhưng cũng vì đi đến đây rồi mà về tay không là hơi nhục cho nên họ đã quyết định đi vào bên trong. Thay vì thấy những con quái vật thì họ lại chứng kiến những bức tượng to tổ bố và nhiều hình dạng khác nhau. Sau một hồi thăm dò, mọi người lại chú ý đến bảng quy tắc được viết ra ở đây. Lúc này Junhi hỗn nhiên sợ hãi kéo tay Sung nói rằng cô cảm thấy bức tượng đang quan sát chúng ta. Tự nhiên ầm một cái, cánh cổng đã đóng lại, mọi người đều nhốt trong này. Ông chú to con liền trách móc mọi người đã coi thường hầm ngục nên có mới cảnh này. Nói xong ổng định rời đi thì ăn ngay một chén bay đầu. Theo bản năng của một thằng đã thoát chết nhiều lần, Sung liền để ý đến bức tượng vua và hét lớn mọi người nằm sống. Tuy nhiên chưa kịp định hình thì một số người đã bị nó nướng cho chín luôn. Video đến đây là hết rồi. Nếu mọi người muốn xem diễn biến tập sau thì comment phím 1 cho mình biết nhé. Bye bye mọi người.